tuổi con. Tụi con đã quen nhau. Con nói cái gì? Nói lại má nghe coi. Con và Châu đang hẹn hò với nhau. Con mong má chấp nhận cho tụi con. Con biết là con có nhiều thiếu sót. Con sẽ cố gắng thay đổi. Mong cô chấp nhận cho tụi con. Đi ra khỏi nhà ngay. Sao má đuổi Châu? Má không đuổi nó. Nó là khách của ông Nhân, má không có quyền đuổi. Má đuổi con đó. Má vô lý quá vậy. Tại sao con lại thấy má vô lý? Làm sao má có thể chấp nhận có một thằng con trai chỉ thích làm theo ý mình, bất chấp lời khuyên của má? Một cách tốt đẹp hơn là hai đứa chia tay đi. Nó không mang tiếng là một đứa cơ hội. Còn con cũng không mang tiếng là một thằng con bất hiếu. Con sẽ không làm như vậy đâu. Con cứ suy nghĩ đi. Quen nhau dễ thì chia tay cũng không khó đâu. Chắc giờ mẹ giận em lắm. Không có Vân ở nhà, em không dám ở nhà luôn. Em yên tâm đi, còn có anh mà. Má anh nóng tính nên nói vậy thôi. Vài bữa nữa anh sẽ nói chuyện lại với má. Nếu mà có Vân ở nhà, chắc sẽ nói đỡ cho tụi mình hơn. Ừ. Nhưng mà anh chưa nói với Vân nữa. Em nói với Vân rồi. Sao em lại nói với Vân? Lẽ ra nói sẽ tốt hơn chứ. Tại hôm đó anh la Vân quá, Vân xin nghi. Vân hỏi em thì em phải trả lời thiệt chứ. Không lẽ anh đang khó chịu với em tại em nói chuyện hai mình quen nhau với Vân hả? Không phải là anh khó chịu, mà anh với Vân thân với nhau từ bé. Mấy cái chuyện quan trọng này phải để anh nói mới đúng. Vân nghe từ em thì lỡ Vân bị tổn thương rồi sao? Tổn thương? Tại sao tổn thương? Bây giờ lúc anh lo cho Vân bị tổn thương hả? Còn em thì sao anh? Em bị mẹ anh chửi nhẹ chửi nặng như vậy. Em biết em là con nhà nghèo, nhờ cậy mọi người, nên em có bị chửi nặng hay chửi nhẹ một xíu á thì em cũng phải ráng mà nhịn. Mà sao em cảm thấy rất là tổn thương. Châu, nói sẽ tốt hơn chứ. Vân nghe từ em thì lỡ Vân bị tổn thương rồi sao? Thank you.
sao nãy giờ anh gọi em không bắt máy? Là em mà. Anh tưởng đâu là Vân. Nãy giờ anh gọi cho Vân hả? Hồi nãy giờ anh gọi mà Vân không bắt máy. Tính ra anh với Vân thân từ nhỏ, đâu có gì mấy cái chuyện này mà xa cách nhau được. Anh tính là ngày mai anh xuống Tây Ninh thăm Vân, chắc là con bé hết giận ngay á. Dạ, anh ngủ sớm đi. Ừ, em cũng ngủ sớm đi. Gặp biết bao nhiêu là biến cố, thế mà vẫn ngồi đây để ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, ngắm sao được. Trời ơi, mày hay thiệt nha. Bây giờ tao nghỉ thông rồi, chơi ngày mai nữa thôi. Ngày mốt là mình về được rồi. Mày quyết định giựt lại anh Tiến rồi hả? Không phải. Nhưng mà bây giờ tao thấy tâm trạng của tao cũng thoải mái hơn rồi. Tao không còn thấy giận hờn ai nữa. Tâm trạng thoải mái mà anh Tiến gọi thì không nghe máy. Sao biết? Thì có gì khó đâu, gọi cho mày không được thì anh lo lắng quá cho nên anh gọi cho tao. Ừ, thì mày cứ nói đại là tao ngủ quên tắt điện thoại hay là điện thoại tao hết pin gì đó. Trời ơi, mày nghĩ sao mà tao nói vậy? Mày nghĩ tao có khùng không? Tao kêu là mày giận ổng rồi, mày không nghe mẹ ổng đâu. Tự nhiên cái mày nói vậy rồi anh khó xử rồi sao? Có gì đâu mà khó xử. Bây giờ nha, mày đang không vui thì ông sẽ suy nghĩ, lo lắng một tí thì có sao đâu. Ông kêu tao là đưa máy cho mày, thế là tao nói no. Xong rồi tao kêu ông là tự lết như đây mà gặp mày, cho nên tao nghĩ là ông sẽ xuống đó. Tao nghĩ là không có chuyện đó đâu. Sao lại không? Mày bây giờ mà có dám cá cược với tao không? Nếu như mà ông xuống đây thì sao? Tao cũng không chắc nữa. Sao lại không? Em được không? Lúc mà ba em còn sống á, thường hay say xỉn lắm. Em cực kỳ là ghét người kia rượu. Mà hôm nay em thấy là thì ra kia rượu cũng không có xấu lắm. Nó làm cho người ta giải tỏa căng thẳng, không vui nữa. Em đừng có uống nữa, em say rồi đó. Hồi nãy anh nói làm em buồn hả? Anh đâu nói gì sai đâu. Em biết là Vân rất là tốt. Lẽ ra em không nên khó chịu khi mà anh đến tìm Vân. Nhưng mà không biết sao em cảm thấy rất là ghen tị khi mà anh quan tâm Vân. Anh đã nói với em nhiều lần rồi mà, Vân giống như là em gái của anh vậy. Thì anh nghĩ vậy thôi, Vân có nghĩ vậy không? Vân cũng nghĩ như anh thôi. Tụi anh sống chung từ nhỏ, xa nhau một chút rồi đã thấy cũng quen rồi, cho nên anh với Vân như là người một nhà vậy.
Vậy nếu nếu như em không xuất hiện thì chắc anh với Vân đến với nhau rồi đúng không? Làm gì có chuyện nếu. Em đã tới và chiếm lấy cho thêm một gì. Cô ơi, hôm nay con đi thử việc ngày đầu tiên cho con đi sớm. Con xin phép không ăn sáng. Cô có muốn đi khắp cùng trời cuối đất á, thì cũng cứ thoải mái. Không cần phải xin phép tôi đâu. Cô ơi, con cũng chỉ vì nghĩ danh tính cho nên muốn làm cô vui. Con không muốn ảnh đến giữa mà khó xử. Tại sao nó phải đứng giữa tôi và cô? Nó cứ đứng hẳn một bên là được rồi. Có cô thì không có tôi. Anh Tính không có làm vậy đâu cô. Nhà mình một mẹ một con mà cô đã vất vả luôn Tính khôn lớn. Chẳng lẽ nào vì một đứa như con không mà... Không thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu cô à. Tôi đã chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng từ bỏ đứa con duy nhất này rồi. Thank you.
Mà để lại điện thoại trong phòng của ổng chi vậy? Tao không làm gì thừa hết á. Tao thấy trong nhà đó có ai là đối thủ của mày đâu. Mắc công chi vậy? Tao thích đó, hay sao? Tối qua tao với anh Tính. Giờ anh Tính là của tao rồi. Tao hỏi thiệt nha, mày yêu anh Tính rồi đúng không? Không có cần động sâu gì, nhưng mà một chút cũng được. Yêu hả? So với việc yêu một người, tao thích thấy người ta bất hạnh hơn. Ủa? Vân? Sao con nói ngày mai mới về mà? Con tính dậy, nhưng mà bên trường báo ngày mai có buổi giao lưu với sinh viên nên con về sớm. Vậy hả? Ở bên nhà bên mới cho hai con cua, má định nhốt lại để dành đợi con về mới ăn. Bây giờ con về rồi á, má làm cua rang me luôn nha. Ủa nhưng mà má chừa cho con, lỡ con không về là má không cho ai ăn á. Tất nhiên rồi, không có con ở nhà, má còn không muốn nấu cơm luôn đó. Hôm nay Châu đi làm ngày đầu tiên, chắc giờ này chưa về đâu hả má? Con nhỏ đó khi kiếm được việc làm, nó sẽ rời khỏi nhà này đúng không? Thì khi nào Châu kiếm được việc làm thì sẽ phụ tiền ăn với tiền nhà cho má. Cũng sòng phẳng mà má. Ba con đã tính trước chuyện này rồi phải không? Đâu có, ba nói là phải hỏi ý kiến má rồi mới quyết định á. Hỏi ý kiến má hả? Được, vậy má sẽ trả lời dứt khoát. Má không đồng ý. Nếu con nhỏ đó còn ở đây thì má sẽ dọn đi. Má bình tĩnh đi mà, có gì cũng bàn bạc được mà. Không có bàn bạc gì hết á. Nếu thằng Tính nó muốn ở lại đây thì má sẽ để nó ở lại. Riêng má, nếu nó ở đây thì má sẽ đi. Má, má ghét Châu đến cỡ đó luôn hả? Con tin má đi. Má sống từng tuổi này rồi, má nhìn người không có sai đâu. Con nhỏ đó là người không có đàng hoàng. Nếu ba con nhất quyết để nó ở đây thì nó sẽ phá nát cái gia đình này. Anh tưởng là tối em mới về chứ. Ủa, em mới về hả? Sao em nói là ngày mai mới về? Nãy anh tưởng Châu chứ. Mai em có cuộc họp gấp bên hội sinh viên nên là về sớm. Ừ, về sớm cũng tốt. Em có mệt không? Em cũng không mệt lắm. Ừ. Châu để quên điện thoại. Em giữ giùm Châu đi. Dạ. Chuyện hôm bữa là anh... Chuyện hôm bữa là... Vì em trẻ con thôi. Em biết anh Lam là đúng mà. Em xin lỗi vì bỏ chạy để Châu làm một mình. Nhưng mà hôm đó anh em đang bận để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai á, có gì mình nói chuyện sau nha. Vậy em chuẩn bị đi. Ủa, Vân về rồi hả? Vân về hồi nào vậy? Vân về lâu rồi.
Châu xuống tắm rửa rồi đi ăn cơm đi. Vân đi chơi vui không? Cũng vui. Khi nào có dịp thì dắt Châu về qua chơi nha. Vân không giận là vui rồi. Đang có chuyện tự nhiên Vân đi không nói ai tiếng nào á, làm Châu với anh Tính lo lắm. Trùng hợp thôi chứ Vân cũng đâu có giận gì đâu. Anh Tính gửi Châu nè. Hàng chia cả ngày cho tìm ngoài không thấy điện thoại. Tại đêm qua Châu với anh Tính uống say quá cho nên Nhân hiểu mà. Sáng mai mình gặp nhau cũng được mà. Giờ này mà mẹ anh ra phát hiện là em không biết nói làm sao luôn á. Mẹ anh ngủ rồi. Mà có chuyện gì không nói qua điện thoại được hả? Qua giờ không gặp em, anh lo lắm. Chuyện đó đó. Anh sợ em trách anh hả? Anh không sợ em trách anh. Anh chỉ sợ em buồn thôi. Sao phải buồn? Tình bỏ em hả? Không bao giờ. Chắc là anh nghĩ em làm chuyện đó trong lúc say xỉn sẽ hối hận phải không? Anh chỉ sợ nó ảnh hưởng tới tình cảm của tụi mình thôi. Không có đâu. Từ nay em sẽ yêu anh và dựa dẫm anh nhiều hơn. Anh cũng sẽ càng yêu em và bảo vệ cho em. Sao mới về chưa tới một ngày mà giờ lại phải đi cả tháng nữa rồi? Lẽ ra hôm nay có người đi tiền trạm trước, mấy bữa nữa con mới đi. Mà do các bạn bận đột xuất nên giờ con phải đi luôn nè. Con là con gái, lại chưa va chạm nhiều ngoài đời, không phải chuyện gì cũng xông pha được đâu. Ba đừng có lo, con sẽ đi đứng cẩn thận mà. Sao mà không lo cho được? Mà sao con không kêu thằng Tính chở cho? Anh Tính ảnh còn bận lo việc của ảnh nữa má, con tự đi được rồi. Nè, hai đứa có chuyện gì giấu má phải không? Dạ đâu có đâu. Má thấy dạo này hai đứa lạ lắm. Đứa này đi đâu làm gì đứa kia cũng không biết hết trơn á. Không có thiệt mà, má yên tâm nha. Giờ con đi đây cũng trễ lắm rồi. Đi cẩn thận nha. Đi cẩn thận nha con. Dạ. Đi lúc này chứ. Lúc này là lúc má cần con nhất mà.
Sao em lâu quá vậy? Má, má đi chợ hả má? Nghe con giải thích đi má. Giải thích cái gì nữa? Nếu không phải hôm nay tự nhiên má đi chợ sớm thì đâu có thấy cái cảnh này. Có phải từ nào tới giờ con vẫn lén lút làm chuyện giả dối sau lưng má đúng không? Má nói gì kỳ vậy? Thì do má không thích Châu nên tụi con mới làm vậy cho má đỡ bực mình. Chứ con có muốn vậy đâu. Vậy bây giờ mọi chuyện là lỗi tại tôi sao? Ủa chứ con muốn gì hả má? Anh đừng có nói vậy mà. Con xin lỗi cô, tại anh tính nóng quá cho nên anh mới nói vậy. Cô tha cho tụi con nha cô. Tại sao cô phải xin lỗi chuyện của con tôi làm chứ? Cô có biết cái hành động này của cô á, tôi ghét tới cỡ nào không? Do má không thích Châu nên Châu làm gì má cũng thấy không đúng hết á. Còn con nữa, con có quyền gì mà lớn tiếng ở đây? Tại sao con lại quên lời cảnh cáo của má hả? Má đã nói con biết bao nhiêu lần rồi, không được dính dáng với con nhỏ này. Tại sao vậy hả? Tại sao vậy? Tại sao lại lén lút làm chuyện này sau lưng má? Tại sao lại dối gạt má như vậy? Con biết con làm vậy là con sai, nhưng mà hồi nãy giờ má hơi nặng lời rồi đó. Má không cần trách Châu vậy đâu. Tất cả là lỗi của con. Chia tay đi. Dọn ra ngoài ở, tôi sẽ cho cô tiền. Má sao má nói gì được má? Châu là bạn gái của con, má nói gì là xúc phạm cổ đó. Con nói rồi, con với Châu sẽ không chia tay đâu. Sao hả? Cô có làm được không? Cái trò gì vậy? Con xin mẹ đồng ý cho con với anh Tính. Mẹ hả? Cô điên rồi. Con thật lòng với anh Tính. Đi ra khỏi nhà tôi mau. Đi mau. Mau lên. Đi ngay. Má ơi. Con có thai với anh Tính rồi. Cái gì? Sao mày dám làm chuyện này hả? Má ơi, má ơi, má ơi đừng. Sao vậy? Đừng quá. Không mày nữa. Trời ơi, thật con trời đất. Sao mày dám làm chuyện này hả? Mày giết má mày đi. Trời ơi, là trời. Má! Cô! Má ơi! Cô! Má! Má!
từ đầu tôi đã nói với ông rồi, đem nó về nó sẽ gây ra tai họa cho cái nhà này. Mẹ anh bị bệnh tim, em làm như vậy mẹ sốc sao mẹ chịu nổi? Chắc là cho hai đứa nó cưới sớm thôi. Cái gì? Anh Tiến tính cưới con nhỏ Châu Thật đó hả? Chị lên đây gần 3 tháng mà có thai hơn 1 tháng. Tính là chị cũng lẹ quá ha. Hôm nay mẹ anh vừa đánh vừa đuổi em, vừa đuổi tà vậy em chịu nổi không? Bây giờ không có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Cuộc đời con đã bị thông hủy hoại rồi con biết chưa? Nhưng nếu con nói ra chuyện này sớm hơn thì chắc gì đã có một kết quả tốt đẹp đâu.